mình sẽ nâng cái cần bên trái lên, nâng nhẹ nhẹ lên giùm em, xoay đầu nha. Đó, nâng lên thấy máy nó giữ yên không? Đứng chuẩn rồi ha, có chuẩn nè. Này tới 16 cái vét và 6 cái cánh do đó nên vét nó bung rất là nhiều nước. Này thì nó cũng không có lựa, không có lựa chọn, nó không có chén thuốc gì hết trơn nha bạn. Theo chế độ. Xin mến chào bạn nha, hôm nay mình đến với Thoại Sơn, kênh H để vào máy bay cho khách hàng các bạn, máy bay xạ phân phun thuốc của dòng máy bay DJI. Đang vào các bạn, đây là hai cái đồ vận chuyển. Đó. Cái thùng của anh này ấy ra là cái thùng xạ phân và gãi hạt các bạn. Đây. Đây các bạn. Đó. Rồi cái thùng tiếp theo này là cái cục pin, pin là gồm có 3 cục các bạn. Main combo này thì gồm 3 cục pin, một cái máy phát điện và một chiếc máy bay. Nó pin này nặng 10 kg các bạn. Xíu nó té rồi. Đây là cái máy sạc, máy sạc pin. Máy sạc pin này nặng 80 kg các bạn. D9000i. Máy nặng á. Máy nặng 80 kg á. Nặng lắm trời. Trời ơi. Trời ơi. Đối với nông dân là không có nặng gì là bao nhiêu đâu. Quen rồi. Đó. Đây là cái phần quan trọng các bạn, là cái chiếc máy bay đó, các bạn thấy rất là bự luôn. Đó. Đó là dòng máy DJI các bạn. Đây dòng máy này, dòng máy T30. Thì xíu nữa thì mình sẽ test máy trên đồng cho các bạn và mọi người cùng xem đó bạn. Anh em nào có nhu cầu tham khảo hay là mua máy này thì liên lạc và số điện thoại mình sẽ để lại số điện thoại trên tiêu đề các bạn. Số điện thoại này. Xíu nữa thì xíu em để trên cái tiêu đề dưới ở trên màn ảnh luôn. Công ty đây đó. Tên công ty. Tên công ty đây. Đó, đây là cái chân để mình để lên trên cái xe để mình vận chuyển đường bộ nè. Giá chở là một cái là để dành chở cái máy, cái kia thì để dành chở cái máy sạc pin, một cái thì chở cái máy bay, một cái thì chở cái máy sạc pin. Miền bộ thì có là ba cục pin nè, rồi bốn cái bộ cánh, bốn bộ cánh, rồi cái bình xạ phân gãy hạt, xạ phân gãy hạt. Bây giờ mình cùng xem ảnh khui hàng luôn mấy bạn. Ảnh khui ra để ảnh kiểm, đẹp thì lấy, còn không đẹp thì vẫn có quyền đổi lại ngay lúc này các bạn. Ví dụ như nó bị lỗi hay gì đó thì ảnh có quyền đổi lại ngay lúc này. Anh kia thì khui cái máy sạc pin. Đây ảnh khui ra cái thùng cái máy sạc pin ra đây các bạn. Nặng 80 kg rồi. Kiểm tra từng món đi, để anh chấp hành. Ở đây ảnh kiểm tra cái máy sạc pin trước các bạn. Lấy thùng không ạ?
Không à, quá nặng. Này ai là chủ cái máy bay này ta? Chú nè. Này, cái cục bên. Chú kêu chú coi kia kiểm tra chú khi nào mà nó có bị lỗi gì đó thì đổi lại bây giờ luôn. Nó cứ kiểm tra thì nói vậy thôi cho khách hàng yên tâm thôi. Cứ kiểm tra cho nó rõ hết. Đầy có móp có bị gì đó. Rồi test luôn. Rồi mở đi anh, dọc đi. Khui cho biết cảm giác đồ mới. Cái này anh có một vỡ mấy cái mà cái này đây các bạn. Đó, đây là cái bộ điều khiển các bạn. Nó còn bên dưới là chiếc máy bay. Đó, máy bay phun thuốc đây. Đó. Này là giống như là đập hộp đó bạn. Đập hộp món đồ mấy trăm triệu đó. Này là cảm biến lưu lượng nước nè. Đây các bạn cái logo của công ty máy bay các bạn. Bỏ chỗ nào? Bây giờ thì mình cùng xe máy ảnh lấy cái chiếc máy bay ra bạn. Chiếc máy bay là nhẹ hơn cái thùng cái nhẹ hơn thùng giấy. Máy ảnh bung ra để kiểm tra chiếc máy bay. Chiếc này thì gồm có 6 cánh và 16 cái bếp. Bình chứa nước thì được 30 lít. Đó là mở pin. À, các bạn, cách mở pin vậy. Tắt pin. Tắt pin. Đi gan vậy thôi. Cách, rồi đó là tắt pin. Cách mở pin và tích pin là đè xuống 3 giây ha. Đè xuống 3 giây. Đè xuống giữ 3 giây. Mua xăng đi, mua xăng test cho test. Bây giờ thì mình cùng xem anh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để anh phân tích từng món ở trên cái máy bay này cho các bạn và mọi người tham khảo nha bạn. Ngay rồi. Đó. Cái anh bừng máy á, mấy anh cầm hai cái này cho xem ha. Đó. Rồi, cách bừng máy nữa bạn. Hoặc là mở đây lên sau đó kết lại và khi nó bằng gì cho em là được rồi. Ha. Rồi, hạ xuống này cũng hạ cái tay này giùm em từ từ nha. Buông ra một cái mặt cũng gì là nhiều khi cái bật cái tay cao á. Làm cho cái cụm vô phun ở đây đó, nó bị gãy ra á. Đó, buông nhẹ ra giùm em. Đó. Rồi khi mà bật cái này lên, cẩn thận cái cánh này ở trên đây nó có cái gì hay không. Nhớ kỹ nha. Rồi. Rồi bên đây. Bên đó. Bên đó thì mình khiêng mà bật cái đó ra mình khiêng đó. Rồi. Thử lên đi anh. Nó có nút gài đó. Rồi bóp lại. Nó cao lên á, bóp. Dạ cao lên. Rồi bóp mạnh lên. Đó nó kêu một cái góc vậy là ok ha. Rồi, khi mà mở ra á là mở cái này trước giùm em nha. Mở ra nha. Là mở cái này trước. Cũng là bỏ xuống nhẹ nhẹ lâu quên buông cực xuống mà. Trời. Nhưng mà em mới dắt đó nha. Kỹ giùm em cái đó. Còn khi mà khép vô thì khép này trước giùm em. Ha. Gỡ ra thì gỡ cái trên rồi, trước. Anh kiểm tra giùm em á là motor nè, đây là gọi là motor á. Còn dưới đây là ESC. Dưới đây là ESC. Rồi, kiểm tra coi nó có bị chạy xước gì hay không ha. ESC có bị lủng mấy cái phần này hay là bị chạy hay không. Bét phun á là ở đây mình có 16 bét thì cái này mình gửi ra được rồi ha, đầy đủ trong máy luôn. Nói chung là giao máy cho đầy đủ luôn. Cái này á sau khi mà anh bay mà lỡ có bị nghẹt rồi á, anh được gửi ra như thế này giùm em. Anh múc thùng nước á lên anh vệ sinh á bằng cái kẻ này nha. Anh lấy giùm em cái tờ tiền polymer á mà giấy 500 nó mới ra nha. hay. Rồi gắn lại là y chang vậy thôi. Cùng chim mình chỉ dặn vô thôi ha. Rồi, rồi. Ghi quê từng món một em coi cái
À, thế, à, trên đây là cái này là cái gì anh? Đây là cảm biến nước xăng. Trong đây nó có một cái thanh tròn ở đây nè, giống như bình bình xăng của mình xăng trong xe á. À, giống như bình ở trong đây á. Giống như bình xăng trên xe á. Dùng để cảm biến nước. À, cảm biến nước. Mình biết cái mực nước mình tới đâu trong trong ấy à. Trong bình. Đó là mình bay mày đồng mà mình ở như ở đây mình vẫn biết không? Rồi đúng rồi. Còn máy của mình nó có camera trước và sau. À. Camera phía trước nè. À, có camera trước và sau. Rồi, nhận dạng của máy trước hay sau á. À. Giờ chỗ gắn cục pin đầu phía sau. Đây là chỗ gắn cục pin đầu phía sau. Và trước là nó có hai cái trụ. À. Hai cái trụ RTK nhỏ nhỏ này. À. À. Còn ở đây nó cũng có một cái camera phía sau nè. Đây camera phía sau nè. À. Rồi, camera phía sau. Đây mình có bóng đèn nữa ha, đèn led ha. Đúng rồi, đèn led. À, đèn led để mình bay ban đêm. Luôn, xài ban đêm đó. À, để mình bay ban đêm. Dạ. Rồi đây là chỗ cắm pin. À, đây vô đây cắm pin. Đây là chỗ cắm pin. Cái này bằng mũ với bằng sắt không xong nó mắc dữ ta. Không có mũ với sắt. Rồi, đây là chỗ tản nhiệt của máy. À, đây là chỗ tản nhiệt của máy ha. Rồi. Các bộ phận điều khiển nó nằm bên trong á. Rồi. Đây là tay số 1. Ừ. Thì hồi nãy em có hướng dẫn bóp cái này rồi. Yeah, tay số 1, bóp cái này xuống là mình sử dụng ha. À, đúng rồi. Là mình khi bay là mình phải gài lại hết nha. Yeah, nếu anh không gài là máy nâng lên là nó tự chém nó và nó rớt xuống đấy. À, rồi nguy hiểm lắm. Nguy hiểm à. Bên gài chốt an toàn là máy nó bay là nguy hiểm thôi. Rồi rồi. Phải gài chốt an toàn trước. Dạ đúng rồi. Đó, thì đó mình gài cái này vô. Gịch nhẹ ra nè. Rồi rồi. Gịch nhẹ ra thôi, gịch nhẹ ra xong rồi xếp vô. Thì ông lấy búa theo cự cự ha. Thấy đồ nại đó không anh? Rồi, mấy cái bộ phận quan trọng anh cần phải vệ sinh giùm em. Đây, radar. Lọc. Radar ở đây. Anh cần phải lau bằng cái khăn nhúng nước, giặt khô. Cho nó sạch ha. Giặt ráo ha. Lau cái phần này vệ sinh sạch giùm em. Rồi, nó phát tín hiệu. ESC hay motor gì đó. Anh bay cuối ngày anh cũng vệ sinh giùm em hoặc là tuần gì đó. Nếu bận quá thì một tuần giùm em ha. Không thì 2-3 bữa. Còn ai kỹ thì ngày nào cũng làm giúp em. Máy càng bóng á. Vệ sinh sao? Lấy khăn lau, lòng lau vòng vòng ha, chứ không tháo từ món ra lau ha. Không, dạ không, không. Nó mất thời gian lắm anh. Không rảnh quá trời. Rồi, lo từ món cũng vào. Nhớ giúp em ha, máy mình cưng chiều nó thì nó sẽ ở lại với mình lâu lâu một tí. Dạ. Đặc biệt ha, EC nè, motor nè ha, radar nè ha. Anh không vệ sinh nó, nó dẫn đến cái tình trạng là bị nóng. Dạ. Ha, bị nóng thì bay lâu ngày nó ảnh hưởng tới máy. Dạ. Rồi. Cánh ở trên đây thì mỗi một cái tay gì nè có ký hiệu là CCW và CW như thế này. Khi mà anh gửi cho anh vệ sinh cái cánh gì đó thì mà anh gắn lại là y chang giùm em nha, nó có ký hiệu trên đây luôn. Yeah. Phải gắn y chang lại. Cánh nào gắn theo cánh nấy. Hai chữ C với một chữ C cho nó dễ hiểu chút. Cái này là về là tịch luôn có cầm thay. Đúng rồi. Cái này về là tịch luôn. Cái này là hiệu quả đó. Nhạc mình mới vệ sinh. Lấy nước mẹ vô lấy. Rồi, cách tháo bét là như thế này nè anh. Dặn cùng chiều kim đồng hồ nè. Đây là cách tháo bét các bạn. Rồi, đẩy nó lên thôi. Rồi, sau đó muốn gắn lại thì chặn lại rồi chuyển kim đồng hồ. Gài vô, giật nó xuống coi có rớt hay không. Mình cho buông ra nha, kiểm tra lại. Mình thịt xài nước cao cấp hay là nước đồng được không? Nước đồng bình thường thôi. Các bạn, đây là cái bộ phận điều khiển để về hỗ trợ kỹ thuật để cho các bạn biết được cái bộ phận điều khiển này như thế nào. Rồi. Sau khi đây, sau khi mà em khui hộp ra, em lại mở lên tay cầm của mình ha. Tay cầm của mình là có thanh năng độ cao, cần điều khiển bên trái là năng độ cao, hạ độ cao, xoay đầu sang phải, xoay đầu sang phải, xoay đầu sang trái. Bên đây là dục máy bay là dịch chuyển đi tới, đi lui, đi sang phải. Lúc này là cái đầu nó không chuyển hướng nha, đi sang phải là nó tỉnh tiến sang phải rồi. Ví dụ cái đầu nó như thế này à, đi sang phải là nó tỉnh tiến qua đây như thế này thôi ha, chứ nó không có xoay đầu, nhớ giùm em. Rồi anh kiểm tra giùm em mấy cái nút khung này nó có bị kẹt hay không, nhắn nhẹ cái. Ở đây cũng vậy, nút chụp màn hình nó có bị kẹt hay không, bánh răng nè trơn tru bình thường à, ok. Có bị nứt màn hình hay không, kiểm tra lại giùm em ha. À, là không có gì hết trơn ha anh. Rồi em sẽ chỉ cho anh cách và tháo lắp pin à, ăn cái này à, muốn lắp cục pin này vô, để nó vô, đè nó xuống như thế này, đẩy nó lên nha. Rồi nó kêu cái cốc gì là ok ha. À, rồi muốn tháo nó ra ăn lúc này thôi, đè cái này xuống, gịch cái này ra là được rồi. À, còn muốn gắn lại nè, đè nó xuống, đẩy nó lên, kêu cái cốc, mở nó ra nè, đè nút này, đừng có đè nữa nha, đừng có đè cục pin nữa, mà gạch nó ra thôi. Rồi gắn thì chỉ sạc rồi. Rồi ok anh, thì em sau đây
em nhắc sơ thêm một cái đó, khi mà anh ba anh bật cái này lên giùm em, khi mà anh ba anh bật lên này giùm em, cái phần mặt phẳng này dùng để thu nhận sóng á, anh phải hướng vào con máy bay, thì khi mà anh ba anh điều khiển á là anh để cái thế này nè là thế tốt nhất, nhận sóng tốt luôn ha, đừng có cúp vô gì, cũng đừng có chỉ nhọn vô gì ha. Lúc này cái này nó hướng lên trên rồi, nó thu nhận con sóng kém đi rồi. Ok, rồi thì mình xin giới thiệu đến cái dòng máy D9000, cái dòng máy sạc pin đó bạn. Dòng máy này nặng 80kg, đang 100 xăng đó bạn. Là cái bình xăng của nó chứa được 25 lít. Đây các bạn, bây giờ thì ảnh hướng dẫn cái cách sạc pin và sử dụng pin đó bạn. Máy có đề không phải là chưa? Dạ có đề ạ. Có đề. Rồi okay, em rồi anh nói luôn đi. Thì sau đây thì em xin giới thiệu cho anh đó về cái sử dụng cách cái máy phát điện D9000i này. Thì đây là cái chỗ mà công tắc xăng. Thì bẻ ngang như thế này là nó đang mở anh. Ha. Ở trên đây nó cũng có một cái bảng miếng giấy này. Nếu mình quên á, mình sẽ xem trên đây lại giùm em ha. Còn không thì gọi điện cho kỹ thuật để kỹ thuật hỗ trợ cho mình. Rồi, rất là nhanh. Thì đây là cái khóa xăng. Khi mà lực đặt lên như gì là khóa lại. Mở ra như là nó qua. Mở ra. Rồi. Vậy cái phần phía trước á, nó có hai cái cổng sạc, cổng số 1 và cổng số 2. Còn đây là cái bảng mạch báo đèn, đây là sạc pin số 1, sạc pin số 2. Còn trên đây mà nó báo đỏ gì đó là nó kêu mình thay nhớt. Sau khi mình thay nhớt xong á, mình sẽ ấn vào cái nút này khoảng 5 giây để mình reset lại thôi. Thì sau khi mà anh thay, nếu mà anh có quên vấn đề này, anh liên hệ với kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ cho anh. Rồi, đây là khi mà anh để máy sạc lên, anh muốn xài điện ở trong này á, anh phải câu ra một cái ổ kim bên ngoài giùm em, đừng xài trực tiếp, xài trực tiếp rồi nó nguy hiểm hơn ha. Câu ra bên ngoài thấy không? Thấy rồi. Còn đây là nút đề ha, đây là nút đề. Còn khi mà anh muốn cho cái máy này, đây là công tắc cho máy này chạy á, phải bật lên cái này ha. Còn đây là tắt, bật lên giùm em ha. Rồi bên đây nó có một cái chỗ thăm nhớ, anh đi vòng qua đây giúp em để xem ha. À, đây là chỗ thăm nhớ nè anh. Đây, có gì mình mở ra mình xem nhớ có cạn hay không. Rồi, đặc biệt đây là chỗ cái bô của cái máy phát điện này, nó rất là nóng. Thì anh khi mà anh sạc cái gì đó, anh nên để cho nó một cái chỗ trống, đừng có để chỗ nào mà nhựa hay quên đó, để cục pin ngay chân đây ha. Mình xài cỡ 4 phút xong rồi cục pin nó cháy luôn, quá nóng. Cẩn thận giùm em, đừng có để giấy hay là nhựa gì ở chỗ này. Để cho nó một khoảng trống giúp em. Rồi chỗ này rất là nóng, để pin bên đó chứ không được để pin đây. Rồi bên đây là dây giật thì chắc anh cũng biết rồi mà ha, chỉ cần bật công tắc lên rồi mình giật là cháy thôi nha. Bật công tắc lên giật là cháy thôi, giật thử đấy. Nó tự động không có gì hết. Anh thì sau đây em sẽ hướng dẫn cho anh là cách để đề được cái máy phát điện này. Anh phải ghim cái cục pin vô cọng dây số 1 là cọng dây bên phải nha. Thì nó cũng có cái khớp à, anh chỉ cần để vô đây giùm em, nó vừa đúng khớp anh bóp nhẹ lên cái là vô. Ở đây nó cũng có một cái bảng để hướng dẫn anh này, rất là dễ ha, không có gì khó hết. Sau đó anh bật công tắc lên, anh mở cái nút nguồn cục pin này lên, mở nút nguồn cục pin, ấn một lần, ấn giữ 3 giây là nó lên nguồn nè ha. Sau đó ấn vào nút đề thôi.
Zalo của anh tên gì vậy? Các bạn bây giờ thì lắp pin vô rồi nó mà giờ chuẩn bị đem về đồng test đó bạn. Không lấy vô bạn. Đi. Đi. Bây giờ thì mở lên trên chiếc xe để mình mở lên chiếc xe để mình vận chuyển đi đường bộ nữa bạn. Giờ mấy anh em mình đã vận chuyển máy ra mài đồng nữa bạn. Bây giờ thì xem test máy các bạn. Bây giờ đang vận chuyển đường bộ thì làm cái giá đỡ như vậy nè. Rồi vận chuyển đường bộ thôi. Cái này thì trọng lượng của cái máy này cũng nhẹ. Tầm 30 kg thôi. Tầm 30 kg là nhẹ. Rồi xây cái đầu qua cái này lên đây. Xây cái đầu nó ra. Rồi. Cái này để cho cái ông bác cô làm đi. Cũng nhà làm nó quen đây cho biết cho. Chỉ cho lại cho biết đến. Rồi anh gửi câu thông ra chứng cho em nha. Rồi quạt nó lên. Rồi. Đứng lên rồi cho chúng máy làm đi. Rồi qua tới cái kia. Cái nào cũng được hết rồi cái đó ra trước. Rồi. Rồi, cái trên ra trước anh. Cái trên ra trước cái chủ nhà. Rồi. Đó, hướng dẫn cho chủ nhà làm luôn. Nhớ, nhớ khóa lại cái an toàn. Nhớ là 100% là khóa cái an toàn. Rồi. Để ông chủ làm thôi. Để cho ông chủ làm cho ông quen. Không có chủ không nội cái dưới trước. Cái trên trước. Cũng còn có nhiều máy lắm. Có nhiều. Bung ra cũng rất là đơn giản, rất là mau các bạn. Này không cần lắp ráp, chỉ cần bung ra là sử dụng thôi. Rất là mau. Này trời mưa lắp ráp cũng vẫn xài được luôn, sử dụng được luôn các bạn. Ngày đêm gì làm được hết. Rồi, anh ơi, thì cái nguyên tắc an toàn bay thứ nhất á là phải dặn đặt con máy bay xuống, đặt bóp tất cả các chốn an toàn lại. Thì đây là khi mà anh đứng ở vị trí này nè, anh khó bị quên vài chốn an toàn lắm. Đây là vị trí này nè, hai tay mà thấy không? Là một cái cạch lại giùm em. Còn tay này mà anh không gài á là nó cúp xuống ha. Mà hai tay này là anh để hai tay như thế này, bóp lại. Bên đây cũng vậy luôn, là ít có bị quên ha. Thì hiện tại giờ lỗi của phi công là hay quên gài chốt an toàn. Thì làm ơn anh phải gài chốt lại trước khi bay cũng lại kiểm tra nó giùm em. Rồi bước thứ hai là phải mở tay cầm trước. Rồi mở thôi, cầm ấn nút nguồn, ấn một lần, ấn giữ 3 giây. Rồi mở tay cầm lên trước. Sau đó ghim pin máy bay vô giùm em ha. Đây bây giờ thì ghim pin máy bay vô nữa bạn. Đây cách ghim pin máy bay nè. Anh bước qua đây quay nhìn nè. Đây, để nhẹ từ từ xuống, cách ghim pin máy bay ha. Để nhẹ từ từ xuống. Rồi. Rồi để nhẹ từ từ xuống. Sau đó lấy hai tay nè, đè xuống kia một cái cốc giùm em. Đó. Là như vậy là nó vô ha. Còn gài xuống mạnh không đè xuống ha. Là nó vô điện nó nhấp nhá này kia á, bay nó ngắt nguồn nguy hiểm ha. Sau đó mới mở nguồn lên. Ấn một lần, ấn giữ 3 giây. Rồi. Rồi đợi pin lên trong thời gian đợi nha, kiểm tra mấy chốt rồi lại một lần nữa giùm em, rất là kỹ luôn ha. Rồi em đứng đây mày quên rồi. Rồi bây giờ thì mấy anh em chưa sẵn cắt cánh bay đầu đít máy bay, mình phải đi ra ngoài sau đít máy bay giùm em. Rồi ra sau đít ha, cách khởi động máy bay là hình chữ V và hình chữ V ngược. Rồi đứng sau đít máy bay là tầm giá là 5-6 mét gì đổ lên giùm em. Rồi cách khởi động nè, thanh sóng này nó trên 10 ha. Rồi thanh sóng này trên 10. Rồi khởi động nè. Rồi đợi nó. Rồi chắc bụi dưới rồi. Bây giờ thì mình cùng xem máy bay cất cánh nữa bạn. Rồi cho nó động cơ nó thay ok rồi ha. Mình sẽ nâng cái cần bên trái lên. Nâng nhẹ nhẹ lên giùm em. Rồi nâng lên đừng có cho nó xoay đầu nha. Rồi nâng lên thấy máy nó giữ yên không? Rồi. Anh kiểm tra máy nha. À, bay quá đã. Rồi, chưa có vô bay đồng đó. Bay tay không? Này là bay thủ công đó. Bay thủ công. Này là mình bay thủ công các bạn. Bay thủ công. Bay bằng mắt thường. Rồi, muốn test nước thì múc giùm em một thùng nước ha. À.
Rồi anh thấy anh kéo máy bay đi lui không? Không có xoay đầu nha. Rồi đèn màu xanh là cái đích quay vô mình đó, cho mình dễ điều khiển. Rồi radar mình gặp cản rồi, nó không vô rồi nha. Em test máy cho anh ok ha. Nè nó không vô nè. Một bên bật radar. Nè radar gặp giật cản, em kéo lui nó không vô rồi nha. Anh đẩy viên đường lại là nó ra, nó ra mà để vô thì nó không vô. Mình có radar vô giật cản là nó không vô. Đẩy dù dù luôn nó cũng vô nè. Bây giờ mình sẽ thoát vào cản ra bằng cách là mình kéo lui lại. Rồi ok ha. Rồi lát xuống nè, đúng vị trí nó không? Hạ chặt bên trái xuống giùm em, hạ nhẹ 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 xuống nè. Máy nó im đó. Rồi ok, múc giùm em một thùng nước á, anh em mình test nước một cái nữa. Cái này kia xịt giường, xịt giường cũng bình thường anh ha. Dạ y chang hả anh, xịt giường cũng, được y chang như xịt lúa đó anh ơi, nó chỉ khác một cái chế độ. Anh đổ đầy hết bình đó giùm em đi. Cái này mình hoạt động là trời mưa, mình hoạt động với trời mưa tốc độ như thế nào? Mưa không làm được. Mưa là mình không làm được anh ha. Tại vì nói chung á, mưa sau khi mình phun xuống là còn gió mình hoạt động được không? Dạ em sẽ giải thích cho anh một tí ha. Chờ gió mà mạnh quá là mình không nên bay, thì lúc đó là cái các động cơ của máy bay nó sẽ hoạt động mạnh hơn, nó làm lão gió mạnh quá thì mình không nên bay ha. Cũng nguy hiểm. Còn chờ mưa là tuyệt đối là không bay. Mưa lâm râm nhỏ mà một hai giọt mình cũng hạn chế luôn anh. Nói chung là mình không nên bay, tại vì khi mà bay ra ngoài xa lỡ có chờ mưa một cái ào xuống mình kéo máy vô không kịp thì máy bay của mình nó sẽ bị ướt và nó ảnh hưởng cái gì sao thôi. Một bình này mình bay bao lâu hết một bình 30 lít anh? Tầm khoảng là 7-8 phút thôi. Dạ 7-8 phút. Dạ. Rồi thôi giùm em ha. Em tắt nước cho anh. Rồi bây giờ thì mình cùng xem nó phun xịt nó bằng. Đây. Rồi đây mình sẽ test nước, độ lưu lượng nước. Lưu lượng này là ok anh ha. Nhưng mà trong ba chợ động mà nó không có lên như thế này. Rồi lưu lượng nước đang ra anh ha. Còn đây là độ cao. Đó, mình đang cách máy cho khách thôi. Biết sơ sơ mà em cái đó. Máy bay sắp tới cảnh. Vui lòng giữ khoảng cách. Phát hiện người hoặc chướng ngại vật. Take off. Này phun trên bầu trời trắng tinh như đó nên mình không có thấy nước nó xuống ha. Dạ. Mình thấy có cái màu vàng vàng xanh xanh á. Dạ đúng rồi. Anh lại gần đó. Anh bay lại gần cái cây này cho em coi nước rồi. Rồi cây okay. Này. Anh bay lại gần cái cây này nè. Cây chỗ nãy nè. Màu quá, ở ngang cái cây anh, ngang cái cây á, trên đoạn không thấy đâu. Đúng rồi. Đó, đó, rất là nước, rất là dữ luôn các bạn. Đó, mà phun trên cái xăng này nữ anh, phun trên cái xăng này nữ anh. Đó, đây các bạn, phun trên cái xăng là ướt cái xăng luôn nè. Nước à, nước nó xuống như là gồng hút nước vậy. Đó, phun trên cái xăng là ướt cái xăng luôn. Tới 16 cái vét và 6 cái cánh do đó nên vét nó bung rất là nhiều nước. Này thì nó cũng không có lựa chọn, nó không có chén thuốc gì hết trơn nha bạn. Nó theo chế độ nước không anh? Máy là mình sẽ tắt đi nó bay trước các bạn. Rồi, sau đó tắt tay cầm. Rồi tắt tay cầm.
video của mình đã dài các bạn, mình xin kết thúc tại đây các bạn. Anh em nào, bà con nông dân nào có nhu cầu mua máy này thì liên lạc về số điện thoại mình sẽ để lại trên tiêu đề và ở trên màn hình luôn các bạn. Còn mình sẽ quay review và test máy thôi, còn phần giá cả thì mình cũng không biết là bao nhiêu tiền nữa. Thiên qua đây ăn trong nó ít dơ nhé. Đây, đây là cái cách xếp máy nữa bạn. Rồi, đó, cách xếp máy nè. Cho mở khoan còn chưa còn món đầu còn bỡ ngỡ chưa quen. Máy này xịt thuốc xạ phân xạ lúa, xịt thuốc rồi gãi phân xạ lúa. Mở ở quý ở gì xây nhà mới làm cửa này nhỉ, này giờ chưa mở làm quen. Con này con lấy nằm đấy rồi thiên luôn, khỏi để từ bên đi hơi nặng tí à. Trọng lượng máy và pin luôn cỡ 40 kg. Đó, cách khiên nha bạn, cách khiên đúng cách nha bạn. Đó. Bớt. Trở thành bắt rồi. Dính vô cục pin 1 kg.